Thưa quý vị, chiều ngày 15 tháng 3, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Môi trường thuộc Hội Khí tượng Thủy văn Việt Nam chính thức được thành lập. Với đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành được tập hợp cùng với các hoạt động đào tạo chuyên sâu, Viện sẽ góp phần vào công tác dự báo hiệu quả hơn, phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường. Công tác khí tượng thủy văn đã được nâng cao đáng kể ở tất cả các khâu từ quan trắc đến truyền tin, phân tích tính toán, dự báo và truyền tải thông tin. Đây là nhờ vào sự đầu tư thiết bị, con người và sự phát triển của khoa học công nghệ. Việc thành lập Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Môi trường được hứa hẹn sẽ có những đóng góp hiệu quả đối với các khâu này, đặc biệt là truyền tải thông tin, cung cấp thông tin. Từ đó, số liệu khí tượng thủy văn qua phân tích, tính toán để biến thành thông tin hữu ích và cuối cùng qua lý luận để chuyển hóa thành kiến thức phục vụ xã hội. Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng vào năm 2050. Vì thế, Viện cần chú trọng đến các nghiên cứu về chuyển đổi sang xanh và bền vững, kiểm kê phát thải, hạn mức phát thải, đo đạc, báo cáo, thẩm định, các tiêu chuẩn về xanh bền vững. Sự ra đời của Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Môi trường là sự kiện quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Hội Khí tượng Thủy văn Việt Nam, phục vụ hiệu quả cho công tác phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế xã hội.